Đàm Vĩnh Hưng thông tin về buổi làm việc với công an liên quan đến đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mời Đàm Vĩnh Hưng lên làm rõ các nội dung của đơn mà nam ca sĩ tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Chiều ngày 13 tháng 10, trên fanpage có hơn 6 triệu lượt người theo dõi của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về quá trình làm việc với cơ quan công an liên quan đến việc nam ca sĩ gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương. Bà còn được biết đến là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Hôm nay, Hưng xin cập nhật với mọi người về quá trình Hưng đang làm việc với các cơ quan chức năng để bảo vệ mình trước những thông tin vu khống, xuyên tạc, tiêu cực về chuyện từ thiện. Hiện tại, Hưng đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an C02 và đã cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của điều tra viên. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương PC01 đã mời Hưng lên làm rõ các nội dung của đơn mà Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều tội danh. Tại buổi làm việc, Hưng cũng đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho nội dung tố cáo của mình đến PC01 Công an tỉnh Bình Dương. Các buổi làm việc đều diễn ra rất khách quan, đúng pháp luật. Điều đáng mừng là mọi việc đang dần sáng tỏ, cơ quan điều tra cũng trao đổi rõ ràng quan điểm, sẽ làm chí công vô tư và quyết liệt điều tra để sớm có kết quả." Hưng được điều tra viên giải thích rất cụ thể về quá trình giải quyết đơn thư tố cáo, phải tuân thủ quy trình tố tụng. Vì vậy, mọi tài liệu chứng cứ được thu thập và xác minh theo đúng quy định pháp luật nên phải có trình tự và thời gian nhất định. Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ. Ai sai, vu khống bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình bằng luật pháp, và nếu bản thân Hưng sai, Hưng cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, Hưng mong các khán giả yêu quý Hưng và cả những khán giả đang nghi ngờ hay ác cảm với Hưng, chúng ta hãy cùng kiên nhẫn một chút, đừng đôi co hay dùng những ngôn từ không hay trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động chung của cộng đồng mạng. Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng một số nghệ sĩ đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Theo đơn tố cáo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng mạng xã hội để phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự nhân phẩm của anh và nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà. Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.